Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 2 tháng 10, các lực lượng công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra đột xuất quán Bar Paradise, địa chỉ số 35-36 đường Tôn Đức Thắng, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Tại đây có hàng trăm khách nhảy múa trong tiếng nhạc và vứt ma túy xuống sàn nhà để phi tang, tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, công an đã tìm thấy một số viên nén bịch ni lông, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất, nghi là ma túy vứt ngổn ngang trên mặt bàn và các khe ghế dưới sàn nhà nhằm phi tang. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang Phan Văn Tuyền, sinh năm 2000, ngụ ấp Nam Quy, xã Đông Thái, huyện An Biên, và Châu Khánh Duy, sinh năm 2001, ngụ ấp Vĩnh Trung, Hòa Chánh, U Minh Thượng, là nhân viên của quán, về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu xám và một bịch nghi là chất ma túy, 2 điện thoại di động và số tiền 3.500.000 đồng. Hiện tại Tuyền và Duy đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với 207 khách gồm 156 nam và 51 nữ, qua test nhanh phát hiện 105 đối tượng dương tính với chất ma túy, 66 nam, 39 nữ. Hiện nay vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục sàng lọc, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.